về ba mẹ có nói gì không anh? Cái chồng nói là ba anh đang sang chấn tâm lý đó. Trời. Cái hỏi là ủa sao giờ mẹ em nói gì mà ba anh sang chấn tâm lý? Cái nói là tại vì ba của anh á là đó giờ là không có cái ý định là cưới con dâu người Bắc, mà mỗi lần mà qua nhà thì là em nói giọng Nam, cho nên là ba mẹ đâu biết em người Bắc đâu. Cái tới hồi mà mẹ em qua cái mẹ em nói giọng Bắc rập luôn. Cái mẹ em nói là bên nhà mẹ em là gia đình người Bắc truyền thống luôn, cho nên là ba anh về ba anh bị sang chấn tâm lý. Lúc mà vừa mới sinh bé xong thì có một cái câu chuyện cũng hơi lớn xảy ra với chị á. Là khi mà chị sinh bé xong thì chồng của chị có say nắng một người khác về, cũng mời ba mẹ ra để mà nói chuyện. Con nghĩ là con không có thể làm dâu của ba mẹ được nữa, và con cũng không thể làm vợ của anh được nữa, cho nên là con xin phép là con xin về nhà mẹ con. Nhưng mà trước mắt á, nếu mà con không có vui hay là con có vấn đề về tâm lý á thì con cứ về đi, không sao hết á. Ba mẹ sẵn sàng đón con trở lại, và nếu mà không trở lại á thì không làm dâu được thì làm con. Tại vì ba cũng không có con gái. Xin chào quý vị khán giả. Nghệ sĩ Quyền Linh và Lê Lộc rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Hôm nay Quyền Linh và Lê Lộc lại tiếp tục kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện về Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ. Có thể nói những cái câu chuyện đó đã giúp chúng ta có thêm những bài học kinh nghiệm để giữa mẹ chồng nàng dâu nó không còn mâu thuẫn như ngày xưa nữa. Ngày hôm nay chúng ta không phải là mẹ chồng nàng dâu thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp ba chồng nàng dâu. Ba chồng nàng dâu. À. À, ủa chủ lạ vậy. Ủa chương trình mình cũng có mà. Ba vợ con rể, dạ. Ba chồng nàng dâu. Nói chung là rất là nhiều mà, câu chuyện của gia đình. Dạ, ba chồng nàng dâu thì thấy là ít xuất hiện chú ha. À ít đúng rồi. Thường là thấy mẹ chồng nàng dâu thôi. Hôm nay chúng ta sẽ gặp ba chồng Lê Hùng Dũng, năm nay 64 tuổi, và nàng dâu Lê Hoàng Thị Yến, 35 tuổi. Xin mời chú Lê Hùng Dũng. À, xin chào anh, đây là đồng nghiệp của tôi đã từng dạ, đi chung một nhà hát. Thôi xin mời con dạ, gái. Dạ, con mời chú ạ. À. Xin chào anh, lâu quá anh em mới gặp lại nhau nha. Thật ra anh Hùng Dũng này là một trong những thành viên của nhà hát kịch thành phố và rất là nhiều cái cơ quan về nghệ thuật. Dạ. Anh ấy là người làm âm thanh. Rồi, chào con á. Dạ, chào chú Quyền Linh. Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu rất là vui mừng khi chào đón ba chồng và con dâu. Dạ. Anh bây giờ anh làm gì anh Dũng? Sau khi về hưu thì bây giờ là làm về ngành nhiếp ảnh. À, nhiếp ảnh hả? Dạ, em xin mời chị giới thiệu về mình ạ. À, đầu tiên thì là em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả tham gia và đang theo dõi cái chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ xin được chào chú Quyền Linh và em Lê Lộc. Dạ. Dạ con tên là Lê Hoàng Phi Yến, năm nay là 35 tuổi và hiện đang là giáo viên giảng dạy bộ môn ngữ văn ở trường Trung học cơ sở Kiến Thiết của quận 3 thành phố mình. À, làm dâu được mấy năm rồi? Dạ, con về làm dâu của ba được 12 năm. Wow, wow. 12 năm. À, chị có mấy bé rồi nhỉ? À, hiện tại thì là chị có hai bé. Bé trai lớn thì là 10 tuổi. Dạ. Và bé gái nhỏ thì 5 tuổi. Chúc mừng luôn nha. Cái ngày đầu tiên mà anh gặp cô con dâu của mình á, thì anh ấn tượng điều gì với cô gái này? Cũng chưa gây ấn tượng gì nhiều. À. Tại vì xem như là con mình nó vẫn bạn thì giới thiệu thôi à, chứ chưa có là chưa thành viên của gia đình mình chưa. Ừ. Ra cũng sơ qua thôi, thấy nhẹ nhàng, nói chung là dễ thương rồi. Còn không biết lúc đó chị có ấn tượng gì với ba chồng tương lai không? Thời gian mà mới vừa gặp ba á, dạ, cho đến tận cái lúc cưới luôn thì nói thật là hơi sợ ba. Tại vì mỗi lần mà qua nhà thì cũng không có qua nhiều, dạ, nhưng mà mỗi lần qua nhà cái dạ con chào bác cái không nói gì. Là, nghe chị nói kể mà cũng sợ nữa. Căng quá chú. Rất là ít nói luôn. Ba còn làm công việc âm thanh mà mình như ba còn ít phát ra âm thanh. Trước khi mà về làm cái đám cưới á, thì là bên nhà của con là nhà người Bắc, cho nên là muốn là có một cái lễ hỏi trước, đám hỏi một năm sau đó mới là đám cưới. Thì cái ngày đám hỏi đó đó, hai gia đình gặp nhau trước á thì là con không có mặt, chỉ có ba mẹ chồng gặp mẹ con thôi. Thì lúc mà về thì con có hỏi chồng á là về ba mẹ có nói gì không anh? Cái chồng nói là ba anh đang sang chấn tâm lý đó. Trời.
Con hỏi là ủa sao vậy, mẹ em nói gì mà ba anh sang chấn tâm lý. Cái nói là tại vì ba của anh á là đó giờ là không có cái ý định là cưới con dâu người Bắc, mà mỗi lần mà qua nhà thì là em nói giọng Nam, cho nên là ba mẹ đâu biết em người Bắc đâu. Cái tới hồi mà mẹ em qua cái mẹ em nói giọng Bắc rạch luôn. Cái mẹ em nói là bên nhà mẹ em là gia đình người Bắc truyền thống luôn, cho nên là ba anh về ba anh bị sang chấn tâm lý. Trời đất, sao mà anh không thích con mà lấy dâu người Bắc vậy? Mình cũng có chút ấn tượng bạn bè đó, thì cũng có người Nam người Bắc, nhưng mà mình cái mức độ gần gũi thì thích người Nam hơn. Không phải đâu, chắc ra mình đâm ra có một cái sự suy nghĩ. Nhưng mà nó về nó làm dâu anh thấy hài lòng không, có đúng những gì anh suy nghĩ không? Cũng tốt mà. Tốt quá đi chứ. Đúng rồi, cái quan trọng không phải là người miền nào, nhưng mà cái quan trọng là đối xử với nhau như thế nào. Đúng rồi, cái đó quan trọng nhất. Và cái tình cảm mà mình dành với nhau thì nó chân thật chừng nào là nó tốt chừng đó. Thường thường con thấy là nàng dâu về sẽ dễ làm quen với mẹ chồng hơn đúng không chị? Còn về thì không biết mối quan hệ của chị với ba chồng nó khó hòa nhập không chị? Thật ra là từ cái ngày về làm dâu cho đến tận cái lúc mà sinh em bé luôn á, là hầu như là một ngày chắc chỉ nói với ba được có hai câu thôi. Sáng đi làm cái dạ con chào ba, cái chiều ba về đó. Cái ba cái chiều về cái không mở miệng luôn vậy đó. Lo chứ. Dạ đúng rồi, căng á. Dạ, nhưng mà rồi làm sao mình biết được trong lòng ba mong muốn cái gì và hiểu được ba hơn chị? Tại vì cái lúc mà mới vừa về làm dâu á, là lúc đó là chị cũng vừa mới ra trường và mới vừa nhận công tác luôn. Cho nên thực sự là trong 3 cái năm đầu tiên về làm dâu á, là mình đi từ sớm và tới chiều mới về, tối thì soạn giáo án. Cho nên là cái thời gian mà để gần gũi ba mẹ chồng á, nó không có được nhiều. Và mình cũng nhận thấy là mình chưa có thật sự làm tròn cái bổn phận làm dâu trong những cái năm đầu tiên như vậy á. Thì sau khi mà 3 năm đầu tiên xong á, thì lúc đó là chị mới mang bầu bé thứ nhất. Mang bầu bé thứ nhất xong á, thì lúc mà vừa mới sinh bé xong thì có một cái câu chuyện cũng hơi lớn xảy ra với chị á. Là khi mà chị sinh bé xong thì chồng của chị có say nắng một người khác. Và trong cái lúc mà mình vừa mới sinh con xong á, thì mình suy nghĩ rất là nhiều, cũng khóc rất là nhiều nữa. Thì mẹ lúc bấy giờ mới nói là nếu mà con không nói chuyện được với chồng thì con về con nói chuyện với ba mẹ chồng để mà mình được giải tỏa và có cái đồng minh của mình á. Thì về cũng mời ba mẹ ra để mà nói chuyện. Thì khi mà nói chuyện á, thì thực sự là chồng của con á, là từ xưa tới giờ rất là ngoan, ảnh hiền lắm. Cho nên là khi mà nghe thì ba mẹ chồng cũng sốc và không có tin. Và lúc đó thì mẹ chồng cũng nói là chắc là mới sinh xong thì là suy nghĩ nhiều. Và trong cái hoàn cảnh lúc đó là mình cảm thấy rất là giận. Mình cảm thấy là mình về làm dâu mà khi mà xảy ra chuyện đó, cái tiếng nói của mình trong gia đình nó không có được tin á. Vì vậy cho nên là rất là giận. Và sau đó thì là chị đã có một cái hành động là chị đứng dậy và chị đã nói với ba mẹ chồng là con nghĩ là con không có thể làm dâu của ba mẹ được nữa. Và con cũng không thể làm vợ của anh được nữa. Cho nên là con xin phép là con xin về nhà mẹ con. Con xin phép là con xin về nhà mẹ con. Và đi ra ngoài xách xe về luôn. Lúc con nói vậy anh thấy sao? Con nói là với anh dâu á là thì bây giờ chưa biết chuyện như thế nào, rồi nó sẽ tiến tới đâu. Nhưng mà trước mắt á, nếu mà con không có vui hay là con có vấn đề về tâm lý á thì con cứ về đi, không sao hết á. Ba mẹ sẵn sàng đón con trở lại. Và nếu mà không trở lại á thì không làm dâu được thì làm con. Tại vì ba cũng không có con gái thì giờ con làm con nó sao đâu. Đâu có thành vấn đề. Cái cách nói thế cũng hay. Dạ. Không làm dâu cũng làm con, còn con hơn thương hơn dâu. Dạ. Tức là lúc đó gia đình không can thiệp gì hết luôn. Dạ đúng rồi. Bên ba mẹ nói là cứ về rồi bình tĩnh lại, suy nghĩ lại, rồi hai vợ chồng nói chuyện với lại nhau, rồi xong rồi chuyện gia đình của mình thì mình phải tự tìm cách mình giải quyết. Nhưng mà rồi sau đó chắc cũng được giải quyết đúng không chị? Dạ đúng rồi. Có giải quyết mới có ngồi đây chứ. Rồi em không biết là sau khi giải quyết rồi thì mối quan hệ giữa chị với ba chồng nó sẽ như thế nào? Thực sự là cái lúc mà ba nói cái câu là nếu như mà con cảm thấy là không làm con dâu của ba được thì con về con làm con gái của ba, thì là
bản thân mình rất là xúc động. Hát ruột luôn đúng không? Dạ rất là xúc động, tại vì á con á thì là con lớn lên á là mẹ nuôi một mình, mẹ nuôi ba chị em, không có ba, không có bố. Vì vậy cho nên là thực sự là mình thiếu cái cảm giác mà tình thương của người cha. Lúc mà về làm dâu á thì cũng mong á là sẽ có tình cảm của ba chồng bù vô, mà thực sự là ba chồng ít nói quá, mình cũng sợ nữa, mình không có dám nói nhiều. Cho nên là cái lúc mà ba nói cái câu đó đó, tự nhiên cảm thấy cái gì đó nói lòng. Dạ đúng rồi, cảm thấy là mình về mình làm dâu những cái 3 năm vừa rồi nó không có uổng phí á. Và mình cảm thấy là bất kỳ cái chuyện gì mình cũng có thể giải quyết được. Và sau đó thì hai vợ chồng tìm cách giải quyết với nhau, chuyện to thì làm cho nhỏ lại, còn chuyện nhỏ thì mình cố gắng mình thu xếp cho nó xóa đi. Dạ chị ơi, không biết là chị với ba chồng của mình là hợp nhau cái điểm gì nhất nhỉ? Chị thấy ba chị nói ra câu nào cũng có lý. Dạ sau khi mà ba mà nói cái câu mà con về con làm con gái ba đó, là giống như mình được cởi mở, cái chuyện gì mình cũng về mét ba đó. Mình cây lộn với chồng chút cái về mét ba, xong đụng chút cái về mét ba. Xong rồi có chuyện gì vợ chồng giận nhau cái nhắn với ba, xong rồi ba rồi để ba gọi chồng ra nói chuyện. Vậy là con với ba ngoài cái chuyện cha chồng ra còn là những người bạn rất là thân. Dạ, chính vì thế nên có thể chia sẻ tất cả mọi thứ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Còn sau này nữa là ví dụ như là con đăng bài trên Facebook, dạ, thì thường là mình like một trong những người đầu tiên. Nếu mà thấy cái đó nó hay hay thì mình comment thêm. Có comment luôn. Đó, thành ra nó cái sự trao đổi nó thêm hình thức khác nữa. Dạ. Rất là gắn kết. Coi như là bạn bè người thân nhau, bạn đó. Thật ra thì dễ nói chuyện nhau hơn nữa. Dạ đúng rồi. Có bao giờ ba chồng đăng bài con không like không? Dạ không, cũng like chứ. Không like chết dạ. À? Mà ba không những mà like nha, xong ba thả tim, xong ba còn share về. Tại vì con có viết chuyện trên một cái page có 40.000 người theo dõi á. Xong cái mỗi lần cái vô cái xong thấy 100+ lượt share, cái xong mình cũng bật lên mình coi, mình kiếm coi có ba chồng theo. Like, share, thả tim đầu tiên luôn. Xong share về, xong rồi còn ghi là con dâu tôi viết. Cái xong mình thấy trời ơi, hãnh diện trời ơi, vui quá. Có bao giờ anh thương con dâu, anh chăm sóc con dâu quá mà bà xã anh la anh không? Chắc cũng có đó. Không có la nhưng mà điện không có vui. Là có một cái dịp này, ngày nhà giáo đi ngoài đường thì thấy nhiều bông nhiều á, thì mình cũng mua. Cũng mua một bông bông và mình tặng cho con dâu. Thì con dâu rất là xúc động. Nhưng mà bà không xúc động. Nhưng mà cái chuyện này nó khó chịu cái chỗ. Hồi đó giờ đó có mua hoa tặng cho bà xã mình đâu. Trời. Sốc lắm luôn. Bà sốc đúng rồi. Rồi anh giải thích làm sao? Thì tại vì tình cờ thôi, thành ra không có tình cờ được thì mình phải nói như vậy chứ bây giờ nói làm sao. Chó rồi chú ơi, cô đang xem chương trình không, nó rõ ràng rồi, tại vì cái chuyện nó rất rõ ràng. Tại vì không, ông chú bây giờ tặng hoa tôi, ông tặng hoa cho con dâu chuyện lạ mà người ta thấy người ta còn nghi ngờ tùm lum. Cái này là có thiệt đó, nếu hàng xóm tao biết tao cũng ra. Từ đó về sau mình suy nghĩ không có nên làm như vậy nữa. Cái nào đã không tặng ai hết. Con có biết rằng mà mẹ chồng con giận gì ba chồng còn tặng hoa cho con không? Dạ không, con không biết. Tại vì ba mẹ không bao giờ để tụi con biết ba mẹ giận nhau hết đâu. Dạ chắc là à. Dạ giờ ba nói con mới biết. Rất là giận. Vậy chính con phải là người mua hoa tặng mẹ chồng con. Dạ. Thường thì những cái dịp lễ Tết hoặc là sinh nhật này nọ đó thì con có tặng hoa hoặc tặng quà cho mẹ. Thực ra là tặng cho mẹ nhiều hơn tặng cho ba. Dạ thì lấy lòng mẹ chồng khó hơn. Dạ thì mình tặng. Dạ mà hồi xưa tới giờ là nhà của chồng con á giống như nhà người Nam hay sao á, cho nên là họ ít có cái chuyện tặng quà. Dạ mà cũng không có cái lễ nghi nhiều giống như là người Bắc. Ví dụ như là người Bắc về là dạ con chào ba, hay là con mời ba xơi cơm, con mời mẹ xơi cơm, em mời anh xơi cơm đó, mời vậy đó. Xong cái ngày đầu tiên con về mời cái ba chồng thôi ăn đi con, khỏi mời. Cái xong con ngồi con canh ba mẹ chồng vừa ăn hết chén cơm, cái con nói dạ để con xơi cơm, khỏi để ba tự làm. Xong cái ngày đầu tiên mà mình tặng quà cho mẹ 8 tháng 3. Dạ. Ủa ngày gì vậy con? Dạ hôm nay 8 tháng 3. Ủa 8 tháng 3 cũng tặng quà nữa hả con? Dạ giống như là do mình quen ở nhà miền Bắc á, mẹ mình cũng hay quan tâm như vậy. Cái mình về á cũng có một sự xáo trộn nho nhỏ. Sau đó là chồng đó
nhưng cái giờ em tặng quà, cái giờ tới sinh nhật mẹ, sinh nhật ba anh phải suy nghĩ tặng cái gì. Nhưng mà không, lại đó là xáo trộn tích cực mà. Dạ. Đúng không? Nó vui mà. Rồi từ đó lỡ tặng là phải tặng luôn nha. Dạ. Chứ tới sinh nhật về sau tặng là mệt lắm á. Chú ơi, con thấy nè, con á nha, bản thân con là thật sự là con có tình cảm với ba nhiều hơn là với mẹ. Thì con cũng nghĩ rằng à, tình cảm giữa con gái và ba nó sẽ nhiều hơn. Còn ở đây là ba chồng và con gái thì nó sẽ dâu như thế nào chú ạ? À, dạ, con dâu. Không có đặt nặng vấn đề là dâu hay rể gì. Mình cứ nghĩ vậy nè. Tại vì đó là người ngoài. Người ngoài vô gia đình mình. Thành ra muốn mà nó thương mình, mình thương nó trước. Đúng rồi. Mình sống với nó tốt thì nó sẽ trả lại y như vậy. Còn bây giờ mình xét nét, mình khó khăn với nó thì nó làm sao mà nó thương mình được. Đúng rồi. Bao giờ mình sống một cái tâm chân thành tốt với nó trước. Còn mày không tốt là mày sai. Mày sai là mày khó gỡ lắm. Phải không? Mình thương nhiều thì cứ nhận đi. Nhận rồi trả lại. Còn mà không nhận là mất từ từ. Coi như nó từ chối tình yêu thương của mình thì gãy nó, đúng không? Tự mất. Mình vẫn cứ tiếp tục, mình cứ trao đi. Tình cảm của cha chồng mà như một người bạn với con dâu cũng khó. Cũng dạ, hiếm lắm á nha. Dạ đúng. Chủ yếu là cái tình cảm giữa mẹ chồng với nàng dâu. Mà ở đây là cha chồng với nàng dâu là coi như là bạn với nhau luôn. Nói nhiều khi trong gia đình không tránh khỏi những cái chuyện va chạm nhỏ nhỏ. Thì cái người mà va chạm thường á là mẹ chồng với nàng dâu. Đúng rồi. Thì cái mình là mình đứng ngoài cái chuyện va chạm đó, nhưng mà mình phải biết cách sắp xếp. Ví dụ mình nói không sao đâu, nó còn nhỏ, bỏ qua cho nó. Là mình nói vậy thì tất nhiên là mình kéo lại. Mình mà bơm vô nó nói sai rồi. Mình cũng gọi là có chuyện liền. Thành ra mình phải kéo ra, giãn ra. Anh ơi, nhưng mà anh thấy rằng có bao giờ anh mâu thuẫn với con dâu không? Có bao giờ anh cảm thấy anh buồn con dâu gì không? Không hề. Không hề luôn? Không hề. Có giờ giận nó mà không nói không? Không. Không luôn? Không bao giờ. Hay vậy ta? Rất là tình cảm. Thí dụ như là con trai mình. Con trai mình nó có làm lỗi. Nó lớn rồi, nó có gia đình rồi, không có dạy nữa. Chỉ nói ờ con thì coi chừng, con về con hướng dẫn ra cho chồng. Mình không có giành quyền nữa. Khi nó làm cái gia đình rồi là nó riêng, hai vợ chồng là riêng. Mình chỉ đứng ngoài tác động bằng cái thêm vô cho nó vui lên thôi, không có giành cái quyền đó. Tự hai vợ chồng được giải quyết. Có bao giờ mà cha chồng làm điều gì mà con xúc động không? Dạ, mỗi cái việc nhỏ nhỏ mà ba làm, ba quan tâm á, thì con đều cảm thấy rất là xúc động. Tại vì nó bù lại cái việc mà con không có được cái sự quan tâm của bố từ nhỏ. Dạ, cho nên là con rất là quý ba. Để nói là con nói với chồng con á, là em với anh mà ở được với nhau tới cái thời điểm này á, là công lớn là của ba. Wow. Nếu mà không có ba của anh là chắc cũng không có đi được tới đây. Dạ. Dạ. Với lại chắc là cái điều mà làm con cảm động nhất á, là ba luôn là một cái tấm gương ở trong gia đình á. Hồi xưa đó, lúc mà mẹ nói là mẹ đồng ý gả đó, mẹ nói là mẹ gả con á là bởi vì mẹ thấy á, là ba Dũng á, rất là thương mẹ Nga, rất là hiền. Lúc đó thì là con cứ nghĩ á, là mẹ nói vậy thôi chứ ba chồng là ba chồng mà chồng là chồng, không có liên quan đến nhau. Nhưng mà sau này mới thấy á, là bởi vì ba rất là nhường mẹ. Có cái xung đột gì á, là ba cũng nhường hết. 12 năm chưa bao giờ thấy to tiếng với mẹ luôn. Và cũng không bao giờ thấy ba mẹ cãi nhau. Cho nên là chồng cũng vậy á. Có chuyện gì xảy ra là chồng con và em chồng của con rất là nhường vợ luôn. Không to tiếng với vợ. Giận lắm á, cũng anh em. Không bao giờ mà cô tôi hay mày tao hết. Và có một cái quy tắc á, là ảnh cũng học từ ba đó. Đó là không bao giờ được để cho con cái thấy ba mẹ cãi nhau. Có nghĩa là hai vợ chồng có cãi nhau thì đi ra phòng khác, đi ra ngoài, hoặc là trước mặt con cái là vẫn phải giữ một cái không khí gia đình bình thường. Cái điều đó là cảm thấy là cái điều lớn nhất mà ba có thể làm cho hai cô con dâu á, đó chính là một tấm gương rất là tốt cho hai đứa con trai của mình. Thật ra em biết rằng á, anh rất là hiền luôn. Hiền và thật tình á. Một con người rất là thật thà, chân chất. Những cái nguyên tắc đó mà anh giữ được á, trong gia đình rất là hay. Thật ra trong gia đình anh biết là bà xã sẽ là người gọi là giống như cái nóc nhà vậy. Bà
điều hành hết, nhưng mà vấn đề là anh giữ được, anh lái theo tất cả mọi thứ theo cái giá trị truyền thống của mình, vẫn giữ là hay lắm. Nhiều khi mà không lái là nó mất hết luôn. Đúng rồi. Đúng không anh? Mình giao quyền cho người phụ nữ thì người đó là nhân vật chính. Giao quyền. Mình hỗ trợ. Đằng sau đó là mình hướng theo cái ý của mình, chứ không phải là mình dành, không cần dành. Anh nói câu rất hay. Đúng ra là người ta nói là phụ nữ dành cái quyền đó, nóc nhà mà. Còn cái này là ảnh giao cái nóc nhà cho mình. Tức là ảnh giao đó, ảnh muốn giữ. Rồi sao mình hướng cái nóc nhà đi theo mình. Vậy mới khó. Vậy mới khó. Chứ đừng nói là vợ tôi là nóc nhà, vợ tôi muốn làm gì làm, bởi bà là chủ. Còn tôi chỉ là phó thôi, phó chủ nhiệm thôi, bà là chủ nhiệm. Câu chuyện ở đây rất là hay. Bởi vì một cái người mà hiền lành, chất phát, ít nói, nhưng mà biết phân tích tất cả mọi câu chuyện để giải quyết câu chuyện đó, hướng câu chuyện đó theo cách của mình, âm thầm lặng lẽ làm như thế, không có ồn ào. Ngày hôm nay thì có lẽ cái người mà cần xuất hiện ở đây á, mà cái người quan trọng nhất cái nóc nhà đó sẽ xuất hiện. Có ạ. Dạ. Bây giờ xin mời mẹ chồng. Dạ, con chào cô ạ. Con xin mời cô. Dạ. Dạ, con mời cô. Mời chị ạ. Mời chị ngồi ạ. Wow. Chắc cuộc gặp gỡ này cũng rất là bất ngờ với chú đúng không ạ? Để người nóc nhà xuất hiện chú hả? Chú có bất ngờ không chú? Tại vì chương trình thì chỉ nói về trai chồng với nàng dâu thôi, giờ cũng có mẹ nữa. Vậy nãy giờ anh có sợ sợ, nãy giờ nói gì thì chỉ người kia nghe hết không? Không sao đâu, mà nói thật mà. Cái công việc của chị là làm ở nhà nội trợ thôi à? Được anh phân công là chỉ có nấu nướng thôi à? Rửa chén là ảnh thôi. Mình thì là nấu nướng là phải có kỹ thuật à. Còn rửa chén là lao động phổ thông. Thì là mình trong gia đình chỉ có thuộc dạng lao động phổ thông thôi đúng không? Hay đó ha, có một ông chồng như thế cũng hay, nó cân bằng tất cả mọi thứ luôn ha. Nhưng mà ở đây á, anh hiền quá. Không có hiền đâu nha, biết nhường nhịn thôi chứ biết không phải hiền đâu. Nhưng mà đôi khi mình sốc lên cũng dữ lắm hả? Đúng rồi, mình nhịn. Nhưng mà trong gia đình đó thì đúng là mẹ chồng là thân với con dâu nhiều hơn, nhưng mà Linh thấy rằng nãy giờ nói chuyện là ông xã chị lại thân với con dâu nhiều hơn, tình cảm nhiều hơn. Nói chung là hai vợ chồng đều thân với con dâu hết. Con dâu cũng như con gái, mình đâu có con gái đâu. Nhưng mà chị nhiều khi chị bực con dâu chị còn kêu ra chị nói mà nói lớn, thậm chí là nói gằn nữa. Nhưng ảnh không bao giờ nói như thế, ảnh dùng tình cảm nói nhẹ nhàng đâu. Thì con dâu chắc chắn nó sẽ sợ mẹ chồng nhiều hơn. Có sợ không con? Có chút chút thôi chưa? Ba ít sợ hơn. Chia sẻ được. Ngày hôm nay tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu nè, không biết là cô còn điều gì mong muốn ở nàng dâu của mình nữa không cô? Nói chung là cái nàng dâu này là không còn điều gì mong muốn nữa đó. Nó rất là ok. Chỉ có là mong muốn gì nè, nó khỏe mạnh, vợ chồng nó sống hạnh phúc là cha mẹ mình cũng hạnh phúc rồi. Không có cần cái gì nhiều hết. Cuối chương trình rồi, không biết chị có muốn nhắn gửi gì đến ba mẹ chồng của mình không ạ? Dạ. Dạ thì cũng nhân cái dịp chương trình ngày hôm nay á, thực ra là từ xưa tới giờ là đây không phải lần đầu tiên mà con cảm ơn ba mẹ. Con cũng cảm ơn ba mẹ rất là nhiều lần rồi. Thứ nhất là cảm ơn ba mẹ đã sinh ra chồng của con. Thứ hai là cảm ơn ba mẹ đã dạy dỗ chồng con, làm tấm gương để mà bây giờ ảnh có thể dạy cho con ảnh rất là tốt, và đối xử với lại vợ cũng rất là tốt. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Con cũng cảm ơn là cái thời gian đầu khi mà con về làm dâu á, còn nhiều cái sai sót nhưng mà ba mẹ vẫn bỏ qua rất là nhẹ nhàng, để mà mỗi ngày thì cái tình cảm của mình nó gắn kết hơn. Và bây giờ thì khi mà ra ngoài á, thì là mình sẽ không có nói là ba chồng mẹ chồng nữa, mà giới thiệu là ba mẹ. Dạ, con coi ba mẹ chồng giống như là ba mẹ của mình, và đây là cái gia đình của mình á. Hôm nay thì con cũng có chuẩn bị cái món quà nhỏ nhỏ. Dạ, để gửi cho ba mẹ, không có nhân một cái dịp gì hết. Dạ, nhưng mà con cũng muốn thay lời cảm ơn của con dành cho ba mẹ. Con
gửi mẹ trước. Phụ nữ phải được ưu tiên trước. Dạ, con gửi tặng mẹ. Mà mẹ rất là thích đi Đà Lạt, cho nên là món quà này chắc là sẽ rất là hợp ý của mẹ. Dạ, con gửi tặng ba. Dạ, cũng lâu rồi không có gửi tặng quà ba. Dạ, hay tặng quà mẹ hơn ba. Dạ. Dạ, con cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Cảm ơn con. Dạ, còn hai cái này là em có chuẩn bị để gửi tặng. Dạ, con tặng cho chú Quyền Linh và em Lê Lộc. Dạ, em cảm ơn cái chị. Cái này là một cái thứ cà phê rất là đặc trưng ở Huế. Nó là cà phê muối. Nó cũng mở ở gần nhà thôi. Và tình cờ là con biết được á. Cho nên là hôm nay con mang cái món quà này tới. Cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn chị ạ. Uống cái này ha. Rồi. Còn bây giờ Lê Lộc cũng như Quỳnh Linh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tuần sau. Mẹ chồng nàng dâu. Xin chào.